Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang trở lại với set thi đấu thứ hai, trận tứ kết bóng truyền hơi nữ giải Tiên Miến Bắc năm 2020. Ở set thi đấu thứ nhất, đội nữ Sông Thương đã giành chiến thắng cách biệt với điểm số là 21-11, một chiến thắng khá dễ dàng. Và lúc này hai đội đang chuẩn bị bước vào set thi đấu thứ hai. Ở trận thi đấu này, đội Phúc Lợi Gia Lâm Hà Nội sẽ thi đấu trong trang phục áo màu đỏ gần màn hình chúng ta đang theo dõi. Phía bên kia sân sẽ là đội nữ Sông Thương, có nữ vận động viên thi đấu trong trang phục áo màu xanh vàng cam. Sau đây xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến set thứ hai của trận đấu này. Set đấu bắt đầu. Sông Thương đánh bóng tốt, điểm đầu tiên cho đội Sông Thương, 1-0. Phúc Lợi đánh bóng không qua lưới, đổi điểm và điểm tiếp theo cho Sông Thương, 2-0. Dứt điểm. Sông Thương có tình huống dứt điểm nhưng trọng tài xác định bóng ra ngoài. Và đổi điểm cho Phúc Lợi, 1-2. Phúc Lợi có tình huống cứu bóng nhưng bóng đã ra ngoài. Và điểm tiếp theo cho đội nữ Sông Thương, 3-1. Bóng vẫn trong sân, điểm cho Phúc Lợi, 2-3. Sông Thương dứt điểm. Rất may là vận động viên số 8 bên đội Phúc Lợi đã kịp phòng thủ. Và bóng vẫn đang trong cuộc. Vâng, kính thưa quý vị, là sau khi trận tứ kết 1 này kết thúc thì ban tổ chức cũng sẽ cho trận tứ kết 2 thi đấu trên sân số 6, chính là sân hai đội đang hiện nay đang thi đấu. Trận đấu tứ kết 2 sẽ diễn ra giữa đội nữ Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên và đội Phú Giang. Phúc Lợi đánh bóng ra ngoài, điểm 6-2 cho Sông Thương. Bóng trong sân, điểm tiếp theo cho Sông Thương là 7-2. Kính thưa quý vị, là vận động viên áo số 10 bên đội Sông Thương thường xuyên có những tình huống bò nhỏ rất khéo và đã từng ghi rất nhiều điểm cho đội của mình. Sông Thương dứt điểm tốt, bóng trong sân, điểm cho nữ Sông Thương, 8-2.
Phúc Lợi đánh bóng không qua lưới, điểm cho nữ Sông Thương 9-2. Phúc Lợi phòng thủ nhưng bóng đã ra ngoài, điểm cho Sông Thương 10-2. Bóng ra ngoài, đổi điểm cho Phúc Lợi Gia Lâm Hà Nội 3-10. Phúc Lợi có tình huống phát bóng, bóng lật lưới và đã ghi điểm, điểm cho Phúc Lợi 4-10. Dứt điểm, điểm cho nữ Sông Thương 11-4. Điểm tiếp theo cho đội nữ Sông Thương 12-4. Đổi điểm cho Phúc Lợi 5-12. Sông Thương dứt điểm tốt, điểm cho Sông Thương 13-5. Và ngay sau tình huống điểm số vừa rồi thì đội nữ Sông Thương có sự thay đổi người. Pha tiếp bóng đầu tiên của nữ vận động viên mới vào sân, chắn bóng không thành công và điểm cho Phúc Lợi 6-12. Phúc Lợi đánh bóng ra ngoài, điểm cho nữ Sông Thương 13-6. Kính thưa quý vị, để đón xem các trận đấu tiếp theo của giải, quý vị hãy vui lòng nhấn nút đăng ký phía góc dưới màn hình để tiếp tục cùng với kênh theo dõi các trận đấu tiếp theo. Và trong thời gian tới, giải miền Bắc sẽ dự kiến được tổ chức trong tháng 8, hứa hẹn sẽ cho chúng ta nhiều trận đấu đẹp mắt và hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón xem. Sông Thương dứt điểm, bóng trong sân. Điểm hiện nay cho Sông Thương đang là 17-7. Một khoảng cách điểm số cũng gần như ở set thi đấu thứ nhất. Tiếp tục dứt điểm, Sông Thương. Hai tình huống liên tiếp Sông Thương dứt điểm nhưng bóng vẫn đang trong cuộc. Cuối cùng thì nữ vận động viên áo 11 bên đội Sông Thương đã đánh bóng ra ngoài, điểm cho Phúc Lợi 8-17. Và một tình huống dứt điểm của nữ vận động viên áo số 6 bên đội nữ Sông Thương,
Điểm tiếp theo cho đội Sông Thương 18-8. Phúc Lợi đánh bóng ra ngoài. Điểm thứ 19 cho nữ Sông Thương. Kính thưa quý vị, đây là set thi đấu tứ kết 1. Tuy nhiên thì các nữ vận động viên của chúng ta sau một ngày thi đấu nắng nóng và lịch thi đấu dày đặc thì hiện nay cũng đã xuống sức. Bởi vậy mà trận thi đấu thiếu đi sự năng động của các nữ vận động viên và thiếu đi sự hấp dẫn. Lúc này thì đội nữ Sông Thương đang chiếm ưu thế. Họ có thể lực tốt hơn và kỹ thuật tốt hơn. Chính vì vậy mà chiến thắng đang ở rất gần đối với đội nữ Sông Thương. Sông Thương dứt điểm nhưng bóng ra ngoài. Đổi điểm cho Phúc Lợi 12-19. Bên phía đội Sông Thương thực hiện một động tác bò nhỏ và bóng ở trong sân. Tình huống phát bóng của Sông Thương bóng ra ngoài và điểm 13 cho Phúc Lợi. Lúc này điểm cho Sông Thương đang là 20. Và cuối cùng thì đội nữ Sông Thương đã có tình huống dứt điểm giành chiến thắng ở set đấu này với điểm số là 21-13. Chung cuộc họ giành chiến thắng ở trận tứ kết 1 với tỷ số là 2-0. Và chính thức là đội đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết. Trận đấu này đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục đón xem các trận đấu tiếp theo của giải này ở video sau. Quý vị nhớ nhấn đăng ký để đón xem. Xin kính chào và hẹn các bạn.